Kính thưa đồng bào quý mến, hôm nay là ngày 2 tháng 9 năm 2016. Y sư Trần Quang Đại chúng tôi cần nhắc nhở cho toàn thể đồng bào Việt Nam chúng ta ở khắp mọi nơi, và nhất là ở tại Việt Nam, đất nước thân yêu của chúng ta. Kính thưa đồng bào, vào khoảng năm 1963, năm 1963, trước khi Tổng thống Ngô Đình Diệm bị sát hại, Tổng thống có nói là sau khi ngài ra đi, tức là sau khi ngài bị sát hại, thì sẽ có đại hồng thủy xảy ra. Lời nói này mang nhiều ý nghĩa lắm, và một trong những ý nghĩa mà chúng ta cần phải cân nhắc và để áp dụng vào đời sống của chúng ta, đó là đại hồng thủy. Vâng, đúng thế. Lời nói của Tổng thống Ngô Đình Diệm cách này kể như là trên dưới 50 năm. Sắp hiện thực là bởi vì động đất tsunami nước biển sẽ dâng tới mây. Nhiều quốc gia trên quả địa cầu sẽ bị nhấn chìm xuống biển nước. Thượng đế sẽ nắn quả địa cầu lại cũng như quả banh này nè, để chỉnh đốn đời sống con người cũng như để chỉnh đốn quả địa cầu lại, bởi vì nhân loại chúng ta đã phạm quá nhiều tội ác. Bằng chứng cụ thể là chúng tôi đã chụp được những hình ảnh phép lạ cảnh báo hiện ra trên mây, trong đó có hình ảnh sóng thần nước biển dâng tới mây, và trong đó có mặt quỷ Satan nữa. Đồng bào xem xét, học hỏi. Đây, hình ảnh tôi chụp trên mây. Đây là hình ảnh nói về động đất tsunami nước biển dâng tới mây. Sẽ có nhiều quốc gia trên quả địa cầu sẽ bị nhấn chìm xuống biển nước. Và nơi thiệt hại nặng nề nhất là tại Trung Cộng, Tàu Cộng. Bởi vì Tàu Cộng đã gây quá nhiều tội ác đối với nhân loại và cũng như đối với thiên nhiên. Đây hình chúng tôi làm đậm hơn. Đây là miệt Đông Bắc Á Châu và liên hệ xuống Đông Nam Á Châu. Thiệt hại nặng nề nhất sẽ là ở tại Đông Bắc Á Châu, trong đó Trung Cộng thiệt hại nặng nề nhất. Và đương nhiên Nhật Bản cũng thiệt hại và Bắc Hàn cũng thế, thiệt hại rất nhiều. Và một phần đất Nga Sô cũng sẽ bị nhấn chìm xuống biển nước. Tuy nhiên nơi bị nặng nhất là đất nước Trung Cộng, Tàu Cộng. Bởi vì họ đã các nhà lãnh đạo độc tài ác độc của Tàu Cộng đã đắp những cái đập nước phản thiên nhiên, làm cho mạng trên nước nhiều quá, mạng dưới thì thiếu nước, rồi ở dưới lòng đất, ở nơi mà Trung Cộng đắp những đập lớn, những đập nước thì quá nặng, ở trên nặng, ở dưới nặng, nhưng mà mạng dưới kế bên những cái đập đó thì thiếu nước, lại quá khô, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Khi đảo lộn thiên nhiên, phản thiên nhiên, thì đất nước, đất sẽ sụp xuống,
và nhất là Thượng Đế Toàn Năng sẽ nắn Quả Địa Cầu lại, thì lúc đó là lúc mà đất nước Trung Cộng, có thể 2 phần 3 đất nước Trung Cộng sẽ bị nhận chìm xuống biển nước, hoặc là hơn nữa đó là chưa kể ác sách, chứ không phải là chính sách, ác sách của Trung Cộng đã giết hại hàng tỷ tỷ thai nhi. Với đạo luật trọng nam khinh nữ và chỉ cho sinh một đứa con trong một gia đình mà thôi, trong thời gian qua thì có hàng tỷ tỷ thai nhi đã bị sát hại ở tại đất nước Trung Cộng, và nhiều tội ác Trung Cộng đã gây ra. Thành ra kỳ này Trung Cộng sẽ đối diện với tai nạn, tai ương khủng khiếp và khốc liệt sắp xảy ra trong những ngày tháng năm sắp tới, và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Khi cha trời Thượng Đế Toàn Năng nắn Quả Địa Cầu lại, thì động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây, lúc đó là lúc mà thế giới sẽ đảo lộn nhiều vấn đề. Nhất là đói khát, bệnh dịch và những sự thanh trừng phạt của người dân đối với những kẻ giàu có, và cũng như đối với những kẻ nắm quyền, sát sinh, độc tài ở bất cứ nơi nào cũng có thể xảy ra sự thanh trừng. Của con người thiếu thốn đối với những kẻ giàu có, quyền thế, độc tài. Và thưa đồng bào Việt Nam quý mến, tôi nhắc lại ở đây để nhắc nhở cho đồng bào là khi những sự việc đã xảy ra thì chỉ có cha trời Giêsu là đứng duy nhất mới có thể cứu chúng ta mà thôi. Chứ ngoài ra còn có đứng nào cứu được chúng ta đâu. Và chúng ta cần phải chuẩn bị từ bây giờ, chứ đừng để tới lúc đó rồi mới kêu Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi cứu con, thì đã trễ rồi. Vì thế tôi nhắc nhở cho đồng bào được biết, hãy mau mắn ăn năn sám hối, cùng lúc học hỏi cùng cha trời Giêsu và thực thi theo những điều chỉ dạy của Ngài. Mau mắn phụ giúp tôi, phụ giúp đồng bào thông báo những tin mừng sấm lệnh này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Đó là cách tốt nhất để lập công chuộc tội, và là cách tốt nhất để lập công bồi đức. Nếu mà chúng ta dám cả gan dùng chữ lập công bồi đức thì thật sự chúng ta chẳng có đức độ gì đâu mà bồi. Con người chúng ta tội lỗi nhiều lắm, ngập đầu. Sự thật là như thế. Và đồng bào cần phải thông báo những tin mừng này đến cho tất cả những người được biết gốc. Thì phần thưởng của cha trời Giêsu sẽ trọng thưởng cho những người nào làm như thế. Còn những kẻ nào mà coi thường việc mà cha trời Giêsu tỏ hiện ra cảnh báo cho nhân loại, thì những kẻ đó đã mất hồng ân của Ngài rồi, bắt đầu mất hồng ân vĩ đại của Ngài ban cho rồi, rồi sau này sẽ mất tất cả. Và đồng bào cần có hình ảnh của Ngài để trong nhà, để nơi làm việc, để nhắc nhở.
là Ngài trở lại quả địa cầu đúng thời hạn, không chậm trễ. Đó là những gì Ngài cho tôi biết mà Ngài bảo tôi thông báo lại cho đồng bào nên họ được biết gốc. Thời biểu của Ngài sẽ trở lại quả địa cầu này không chậm trễ, đúng thời hạn, đúng thời điểm. Và sự việc đó sát một bên rồi. Ngài đã nói với tôi như thế, và Ngài đã chỉ cho tôi thấy building Jerusalem của Ngài từ thiên đàng xuống quả địa cầu. Ngài đặt xuống quả địa cầu. Thật là vĩ đại. Chứ không phải là Jerusalem gì ta xây, người đời xây ở bên Trung Đông rồi xây thêm mấy cái nữa rồi, hay là chùa chiền, nhà thờ, hay là Roma, hay là Tòa Thánh La Mã này kia đó. Không phải những cái chỗ đó. Mà là Tòa Thánh, là cái thành Jerusalem của Ngài từ thiên đàng Ngài đặt xuống quả địa cầu. Ngài đã cho tôi thấy rõ ràng trong thị kiến, trong giấc ngủ thiền định mà tôi van xin Ngài cho tôi thấy. Và Ngài bảo tôi thông báo lại cho nhân loại. Và Ngài bảo tôi mời gọi người Việt Nam chúng ta gia nhập trước để mà làm gương cho nhân loại. Bởi vì người Việt Nam chúng ta đã được biết trước về những sấm lệnh này. Bởi vì tôi là người Việt Nam. Người Việt Nam mà có gốc Do Thái, có lai Do Thái, rồi có lai cái gì Âu Châu nữa. Nhưng mà người Việt Nam chánh gốc. Tổ tiên Việt Nam mình là một số tổ tiên gốc của Việt Nam mình á là gốc Do Thái, như bằng một trong những người mà hệ phái của như bằng Moses Moses đó, ông mà dắt dân Do Thái mà vào quan địa mà 40 năm á, như bằng tìm miền đất hứa đó, ông mà dắt dân Do Thái mà vượt qua Hồng Hải đó, biển kêu mình xé nước ra để cho mà dân Do Thái vượt khỏi tay người Ai Cập. Thì một số người đó có di dời về miệt Đông Nam Á. Thì trong đó có ông bà tổ tiên Việt Nam mình, sau này gọi là Việt Nam đó. Đồng bào có biết là lý do tại sao mà những hình ảnh phép lạ này, đây là Chúa Giêsu rồi nè, hình ảnh Chúa Giêsu, rồi những sấm lệnh mà cảnh báo về việc sóng thần, động đất này kia, rồi các cái tôi đã trình bày đó, mấy năm nay đó. Rồi nhiều phép lạ nữa. Rồi những sấm lệnh mà quan trọng nhất thời bây giờ cho đến ngày tận thế. Và tôi đã nhận được, tôi là người Việt Nam. Thì đồng bào cũng là người Việt Nam. Tại sao mà Thượng Đế lại trao cho người Việt Nam biết trước, mà lại không trao cho người Âu Châu, hay là người ở bên Do Thái bây giờ, hay là ở bên An Lê, hay là ở Phi Châu, hay là trao cho người Mỹ Trắng? Ta nói là Mỹ Trắng, tôi không hiểu là cái gì là gì luôn. Hay là không phải là cái người ở đất nước Trung Cộng nhận được những sấm lệnh quan trọng này, những phép lạ này, mà lại là người Việt Nam chúng ta ở đây, gọi là tôi, người Việt Nam. Trong lúc hướng dẫn đồng bào cầu nguyện ở nơi công cộng, phải có lý do đúng không? Đó là trời kêu anh ấy dạ. Và tôi đã làm việc liên lỉ thông báo, hy sinh nhiều lắm. Hy sinh thời gian, sức khỏe, tiền bạc, của cải, vật chất, mồ hôi nước mắt mình làm ra. Hy sinh kêu gọi, nhắc nhở đồng bào, nhưng đa số đồng bào không làm, chưa làm gì hết. Thậm chí còn cho rằng đây là việc kêu bằng vui đùa, kêu bằng Photoshop, hay là việc làm điên khùng vậy đó. Một số ít người họ nghĩ như vậy, nhưng mà đa số là tại vì quá vĩ đại, quá ngỡ ngàng, thành ra đồng bào nhân loại chưa hiểu tới, chưa muốn hiểu tới. Mẹ chờ đến lúc mà nước dầu sôi lửa bỏng tới gót chân, lúc đó thì mới kêu trời. Tôi sợ lúc đó là trễ rồi đó. Bây giờ là cái quá trễ rồi.
nhưng mà thà trễ còn hơn là không bao giờ làm. Thành ra tôi khuyên đồng bào hãy siêng năng, nghe lời tôi nhắc nhở mà mau mắn ăn năn sám hối, đồng thời phụ giúp tôi, phụ giúp quý vị thông báo những sấm lệnh mới nhất của Thượng Đế ban cho tất cả nhân loại. Và sẵn đây tôi nhắc nhở cho những người Việt gian hay là cộng sản, hay là những người u mê, hay những người cuồng tín, hay là khủng bố, là cái gì đó, ganh tị, cái gì gì đó, đã và đang tìm cách âm mưu ám hại tôi bấy lâu nay đó, hãy chấm dứt. Bởi vì cha trời Giêsu sẽ trừng trị quý vị đích đáng, không chậm trễ, và có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu quý vị không thực sự ăn năn sám hối. Chấm dứt vu khống mạ lị tôi, cũng như chấm dứt tìm cách ám hại tôi và gia đình tôi. Nhớ những gì tôi cảnh báo, bởi vì tôi cho quý vị biết cha trời Giêsu sẽ trừng trị quý vị đích đáng nếu quý vị không thực sự ăn năn sám hối. Nhớ những gì tôi cảnh báo. Và kính thưa đồng bào thương mến, một lần nữa tôi nhắc nhở, tôi chính đây Minh Vương Việt Nam, Y sư Trần Quang Đại Việt Vương Đạo, có cái lấy hiệu là Y Thiền Sư, Y Liền Sư, Thánh Gióng Phù Đổng Thiên Vương tái thế Đại Việt Vương Đạo, công bình bác ái, thiện lành nhân bản, vâng lệnh cha trời Thượng Đế toàn năng, cùng ông bà tổ tiên thánh thần Việt Nam chúng ta lãnh đạo giải tán thế giới cộng sản và phụ giúp đồng bào làm việc tái thiết quê hương xứ sở chúng ta, cùng lúc phụ giúp đồng bào thông báo những sấm lệnh quan trọng nhất và mới nhất của cha trời Thượng Đế toàn năng ban cho tất cả nhân loại và mỗi con người ở trên quả địa cầu cần được biết gấp. Vì thế chúng ta có trọng trách phải làm gương trước. Hãy đồng hành với tôi để cùng nhau thông báo những sấm lệnh, những tin mừng quan trọng nhất của cha trời Thượng Đế toàn năng ban cho nhân loại từ thời bây giờ cho đến ngày cáo chung, là ngày tận thế của thế giới nhân loại sắp xảy ra. Và sau đây đồng bào theo dõi phần tường trình về những phép lạ, một số những phép lạ quan trọng mà tôi đã nhận được từ cha trời Thượng Đế toàn năng ban cho tất cả nhân loại.